cái bến để ta lên xuống cá nghe các bạn, quá trời đông luôn nè, quá trời ghe lớn luôn nè, xà lan. Đây là ngay bến đò chợ thủ, đây là bến đò chợ thủ, đây là chợ thủ, qua đường quá trời xe luôn. Anh Lứ vô chỗ ăn luôn, ăn cháo luôn. Nè ghé mà ngon nè. Này có mua bánh xèo luôn. Chào các bạn buổi sáng nha, hôm nay Ninh đến Lưới buổi sáng nha các bạn. Hồi bữa mình đánh giấc tối, bữa nay đổi tông lên buổi sáng. Giờ giấc sáng chưa? Giấc trưa chứ quên. Đánh giấc trưa, nay đánh rồi chưa? Nay nước nó xày lên đánh giấc sáng. Hãy xuống, hãy hấp dây xuống cho bao lâu đắng nó buộc. Trời mới vừa hừng sáng. Nhắn nó đem về mà Đà Lạt, vườn Đà Lạt. Sáng này đánh rồi, coi vô cá bự coi. Hên thì được cá ông lâu 10 kg nha các bạn. Ông lâu này chưa được đâu. Mấy đó là được lâu qua Tết rồi. Một lần đã đó đi rồi. Mấy qua Tết. Cái này mới 5 giờ mấy rồi, chịu nó. Bây giờ cũng còn hơi tối. Đi. Ê lấy hai cái thùng một vô coi bác. Lấy hai thùng một vô. Vô cây trước đi để đâu nữa. Ừ. Dám thì thầm lớn đủ vớn về nữa. Rồi, xả lưới nghe bà con. Đây nè. Cây gác đây nè. Xả lưới.
rồi tới rồi đó. Đấy anh em ơi. Cái đó là cầu cá đó. Có cá lên này kìa. Cá nó chạy lội theo lưới nè. Đó, chạy bậy bậy nè. Đó kìa. À có súc rồi đó. Cái này có lý à. Đừng mớ nè. Vừa vô là có rồi đó. Nhảy vào xối xối. Quá trời lên lưới rồi. Nhiều quá chứ. Các bạn. Cái này nó hơi gắt gối, mưa bị mất gốc. Ôi. Gom vô bờ nè. Quá thế à. Nó. Này không có cá bự à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái chèn, cái kết. Hai chục ký không có cá bự cho nó mới gốc gà. Để văn lưới. Xong. Mà gốc cá nó ra hết thì các bạn ơi. Còn hết sạch à. Rồi được 20 kg. Có con cá thèm bơn. Con cá thèm bơn này nhỏ quá, thả đi. Nó lụng không nè. Nhất nhỏ trời. Là 5 kg, 7 kg. Con có chết. Rồi như thiếu rồi nó một chút. Con rồi. Lụng có chết. Con kết nhỏ. Nếu lụng có chết rồi mình mặn. Cá cơm chân bột. Cái này sáng là lụ ở thầy đó chứ. Cái này mà kho lạc chấm chuối leo rau được. Là ngon lắm các bạn. Rồi chúng ta đem ra chợ bán luôn. Này có mặt trời nắng rồi nè. Có cái ông chú đi đánh lưới cá cơm, nhăn lưới cá cơm. Cái này là cái bến để ta lên quá trời đông luôn nè. Câu lưới ta gom ở đây nè. Quá trời ghe lớn luôn nè. Xà lan. Đây là ngay bến trò chợ thủ. Cục vô cây đó đi, đi lên đây cầu á. Quá trời xuồng luôn. Đi lắm hết được rồi. Cái cầu nó còn đi được mà đậu đã nó đi rồi bước lên cái cầu đó. Đó là xuồng hai cửa ngục. Đây là xuồng lưới, đây xuồng cầu. Đó xuồng đánh lưới. Thì đánh lưới bây giờ lên bên lên chợ thủ kiếm gì ăn nghe các bạn. Đây là chỗ đường lên chợ thủ. Đây là
bên đời chợ thủ, đây là chợ thủ, qua đường quá trời xe luôn. Anh Lứ vô chỗ ăn luôn, anh cháu luôn. Chèo. Đó là chỗ bán bánh xèo. Đây là Lứ này đang cháu luôn. Rồi cháu chợ thủ rất ngon nha. Cháu Lứ rồi là có cháu ăn luôn đó. Quay bà chủ hả? Chị quay. Chủ đâu có cháu rồi. Cháu quay vậy. Mẹ ghé mà ngon nè. Mình nhìn chưa kỹ ta. Bánh ăn mặn ăn rồi. Này có mua bánh xèo luôn. Quá trời đông, sáng chợ sáng đông quá.